trong trường hợp in case you need to bring an umbrella in case it rains. Ý ơi, mang dù kìa, lỡ đâu mưa thì sao, và trong trường hợp mưa thì sao, đúng không? Okay, so in case you fail the exam, I have a plan B for you. Trong trường hợp mà thi trượt thì là tôi đã có kế hoạch B cho bạn rồi. Okay, in case you fail the exam, I have plan B. Okay, trong trường hợp mà bạn bị đau bụng thì uống cái này. In case you get stomach ache, I have something for you. Okay, mọi người hãy dịch cái, mọi người hãy dùng cái cụm từ in case này, rất là hay, cấu trúc in case cực kỳ hay luôn. Trong trường hợp, okay, bạn nên chuẩn bị tiền. Okay, trong trường hợp bạn gái bạn lấy hết. Okay, dịch câu này nó hay chút là bạn nên tiết kiệm tiền. Có quỹ đen á. À, bạn nên có quỹ đen trong trường hợp mà giờ bạn lấy hết tiền. Ok. Các bạn sẽ nói, oh, you know what? You need to have black fund. Là quỹ đen mọi người. Fund. Black fund. In case your wife takes every penny from you. Hết một đồng luôn, không còn đồng nào luôn. Ok. In case your wife takes everything from you, you need to have a black fund. And see you next time, my friend.